Pháp dẫn dắt và pháp chỗi thắng. Nhờ nơi ba pháp này mà đạt được hai sự giải thoát, nhờ dứt trừ tham ái nên tâm được giải thoát, và nhờ phá trừ vô minh nên tuệ được giải thoát, đó gọi là chân thật. Tám pháp kể trên gồm ham muốn chân chánh là căn bản, giải thoát xúc là nguyên nhân, cảm thọ là chỗ thâu nhiếp, khéo suy xét là chỗ tăng trưởng, cho tới niệm là pháp làm chủ, định là pháp dẫn dắt, trí tuệ là pháp chỗi thắng, giải thoát là pháp chân thật. Rốt ráo đạt đến kết quả gọi là niết bàn, cho nên gọi niết bàn là chỗ rốt ráo. Lại nữa, thiện nam tử, ham muốn chân chánh là pháp tâm xuất gia, giải thoát xúc là theo đúng pháp bạch tứ yết ma, đó gọi là nguyên nhân. Thâu nhiếp là thọ trì hai loại giới luật, giới ba la đẻ mộc xoa và giới làm thanh tịnh các căn, như thế là thọ, tức là chỗ thâu nhiếp. Tăng trưởng là tu tập bốn thiền, pháp làm chủ là các thánh quả tu đà hoàn, tư đà hàm, pháp dẫn dắt là thánh quả a na hàm, pháp chỗi thắng là thánh quả a la hán, pháp chân thật là quả phật bích chi, chỗ rốt ráo là quả a nậu đà la tam miệu tam bồ đề. Lại nữa, thiện nam tử, đối với người thế tục thì tham dục là các thức, xúc chạm là sáu nhập, chỗ thâu nhiếp là cảm thọ, tăng trưởng là vô minh, pháp làm chủ là danh sắc, pháp dẫn dắt là tham ái, pháp chỗi thắng là chấp thủ, chỗ chân thật là hiện hữu, chỗ rốt ráo là sanh già bệnh chết. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, theo lời Phật dạy, ba pháp căn bản, nguyên nhân và tăng trưởng đó có gì khác nhau? Phật dạy: Thiện nam tử, nói căn bản tức là vừa mới phát tâm, nói nguyên nhân là sự tương tự chẳng dứt, nói tăng trưởng là diệt sự tương tự này rồi có thể sanh ra sự tương tự khác. Lại nữa, thiện nam tử, căn bản tức là tạo tác, nguyên nhân là kết quả của sự tạo tác, tăng trưởng là chỗ có thể vận dụng. Thiện nam tử, tùy sự tạo tác có quả báo về đời vị lai, nhưng vì chưa thọ nhận nên gọi là nhân, đến khi thọ nhận thì gọi là tăng trưởng. Lại nữa, thiện nam tử, căn bản là sự mong cầu, nguyên nhân là sự đạt được, tăng trưởng là sự vận dụng. Thiện nam tử, trong kinh này thì căn bản là sự nhận biết chánh đạo, nguyên nhân là sự tu tập chánh đạo, tăng trưởng là thánh đạo vô học. Lại nữa, thiện nam tử, căn bản tức là nhân chánh, nguyên nhân tức là nhân phương tiện, do nơi nhân chánh này mà đạt được quả báo, đó gọi là tăng trưởng. Bồ Tát Ca Diếp lại thừa hỏi: Bạch Thế Tôn, như Phật dạy rằng chỗ rốt ráo là niết bàn, niết bàn như thế làm sao có thể chứng đắc? Phật dạy: Thiện nam tử, nếu vị Bồ Tát Ma Ha Tát, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào có thể tu tập 10 pháp quán tưởng thì nên biết rằng những người ấy có thể chứng đắc niết bàn. Những gì là 10? Một là quán tưởng về vô thường, hai là quán tưởng về khổ, ba là quán tưởng về vô ngã, bốn là quán tưởng chán lìa sự ăn uống, năm là quán tưởng về hết thảy mọi việc trong thế gian đều không thể ưa thích, sáu là quán tưởng về sự chết, bảy là quán tưởng các cảnh giới hiện hữu có nhiều lỗi lầm tai hại, tám là quán tưởng sự xa lìa các cảnh giới hiện hữu, chín là quán tưởng sự diệt mất của các cảnh giới hiện hữu, mười là quán tưởng sự không tham ái vướng mắc đối với các cảnh giới hiện hữu. Thiện nam tử, vị Bồ Tát Ma Ha Tát, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào tu tập 10 pháp quán tưởng như vậy thì rốt ráo nhất định chứng đắc niết bàn. Người như vậy không chạy theo tâm ý người khác, tự mình có thể phân biệt thiện ác. Đó là những vị Tỳ Kheo chân thật đúng nghĩa, cho đến chân thật đúng nghĩa là những Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Bồ Tát Ca Diếp lại thừa hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di tu tập pháp quán tưởng về vô thường? Phật dạy: Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, một là vừa mới phát tâm, hai là đã thực hành đạo pháp. Pháp quán tưởng vô thường cũng có hai loại, một là ở mức độ thô, hai là mức độ vi tế. Vì Bồ Tát mới phát tâm, trong khi quán tưởng về sự vô thường có suy xét thế này: những sự vật thế gian có hai loại, một là trong thân, hai là bên ngoài. Những sự vật trong thân là vô thường biến đổi, như lúc sanh ra, thơ ấu, lớn lên, trưởng thành, già yếu, chết đi. Những điều kiện trong các giai đoạn ấy đều không giống nhau, cho nên biết rằng sự vật trong thân là vô thường. Lại quán xét rằng: Ta nhìn thấy chúng sanh có những người mập mạnh, đầy đủ hình sắc sức lực, đi đứng tới lui tùy ý không trở ngại. Lại thấy có những kẻ bệnh khổ, hình sắc sức lực hư hao yếu ớt, dung nhan hình mạo đều suy tổn, không thể vận động tùy ý. Lại thấy những người giàu có kho chứa tràn đầy, lại có những kẻ nghèo khó gặp việc luôn thiếu thốn túng quẫn. Lại thấy có những người thành tựu vô lượng công đức, lại thấy có những kẻ phạm vào vô số việc xấu ác. Cho nên biết chắc chắn rằng sự vật trong thân là vô thường. Vị Bồ Tát ấy lại quan sát các pháp bên ngoài rằng: Từ khi là hạt giống đến lúc nảy mầm mọc lên thành cây, phát triển cành lá cho đến ra hoa kết quả,
các thời kỳ ấy đều không giống nhau. Những pháp bên ngoài như vậy có khi đầy đủ, có khi chẳng đầy đủ, cho nên biết chắc chắn rằng tất cả sự vật bên ngoài đều là vô thường. Sau khi quán xét những pháp nhìn thấy đều là vô thường, Bồ Tát lại quán xét về những pháp được nghe biết, nghĩ rằng: ta từng nghe chư thiên thành tựu đầy đủ sự khoái lạc tột cùng, thần thông tự tại, nhưng cũng có năm tướng suy, vậy nên biết rằng đó là vô thường. Ta lại nghe rằng vào thuở kiếp sơ có những chúng sanh đầy đủ công đức nhiệm màu tốt đẹp, hào quang nơi thân thể tự nhiên chiếu sáng, không cần nhờ tới ánh sáng mặt trời mặt trăng, nhưng bởi sự vô thường nên hào quang kia rồi cũng dứt mất, phước đức cũng suy tổn. Ta lại nghe rằng thuở xưa có những vị chuyển luân thánh vương thống trị bốn cõi thiên hạ, thành tựu bảy món báu được sức đại tự tại, nhưng cũng không thể phá trừ được tướng vô thường. Rồi lại quán xét rằng trên cõi đất rộng lớn này, từ thuở xa xưa từng có vô số chúng sanh sống yên ổn khắp nơi, không còn khoảng trống như cái bánh xe đang chạy. Khi ấy tất cả những cây thuốc quý mọc lên đầy đủ, rừng xanh tươi tốt, cây trái sum suê, nhưng vì chúng sanh ít phước khiến cho cõi đất này chẳng còn sức nuôi dưỡng, nên những vật từ đất sanh ra đều trở thành hư hao. Vậy nên biết rằng các pháp trong thân và bên ngoài thảy đều vô thường, đó gọi là quán xét vô thường ở mức độ thô. Vị Bồ Tát ấy sau khi đã quán xét mức độ thô rồi, tiếp đó lại quán xét vô thường ở mức độ vi tế. Sao gọi là vi tế? Bồ Tát Maha Tát quán xét tất cả mọi sự vật trong thân và bên ngoài, cho đến từng hạt bụi nhỏ trong tương lai đều sẽ là vô thường. Vì sao vậy? Vì mọi sự vật ấy đều có đủ các tướng hư hoại. Nếu hình sắc trong tương lai không phải vô thường thì không thể nói rằng hình sắc có 10 thời kỳ sai biệt. Thế nào là 10 thời kỳ? Thứ nhất là thời kỳ hình thành màng tế bào. Thứ hai là thời kỳ hình thành tế bào dạng bọc. Thứ ba là thời kỳ hình thành dạng khối nhỏ. Thứ tư là thời kỳ hình thành khối thịt tròn. Thứ năm là thời kỳ hình thành tay chân. Thứ sáu là thời kỳ hài nhi. Thứ bảy là thời kỳ thơ ấu. Thứ 8 là thời kỳ niên thiếu. Thứ 9 là thời kỳ thanh niên cường tráng. Thứ 10 là thời kỳ già yếu. Vị Bồ Tát ấy quan sát hình thức ban sơ là màng tế bào. Nếu không phải vô thường thì lẽ ra không trở thành tế bào dạng bọc, rồi tiếp tục tiến triển cho đến thành thanh niên cường tráng. Nếu không phải vô thường thì lẽ ra chẳng bao giờ già yếu. Nếu tất cả những thời kỳ ấy không phải là liên tục dệt mất trong từng sát na thì không thể dần dần tăng trưởng, mà lẽ ra phải tức thời trưởng thành đầy đủ. Vì không có sự trưởng thành tức thời nên biết chắc rằng có sự vô thường biến chuyển rất nhỏ nhặt tinh tế trong từng sát na. Bồ Tát lại thấy có người đầy đủ các căn, nhan sắc tươi đẹp, rồi về sau lại thấy người ấy khô héo, tiểu tụy, liền suy xét rằng người này chắc chắn có sự vô thường thay đổi liên tục trong từng sát na. Bồ Tát lại quán xét bốn đại là đất nước gió lửa và bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi. Rồi Bồ Tát lại quán xét nguyên nhân của các sự khổ trong thân và bên ngoài. Bồ Tát lại quán xét bốn nỗi khổ là đói, khát, lạnh, nóng. Nếu không có sự vô thường tinh tế biến đổi trong từng sát na thì cũng không thể nói đến bốn nỗi khổ như thế. Nếu vị Bồ Tát nào có thể suy xét những điều như trên, đó gọi là Bồ Tát quán xét vô thường ở mức độ vi tế. Như các pháp hình sắc bên trong, các pháp hình sắc bên ngoài và tâm pháp cũng đều như thế. Vì sao vậy? Vì đều hướng theo sáu chỗ. Trong khi chạy theo sáu trần, hoặc sanh tâm vui mừng, hoặc sanh tâm sân hận, hoặc sanh tâm tham ái, hoặc sanh tâm nhớ nghĩ, lần lượt khởi sanh những tâm khác nhau, không chỉ một loại. Vậy nên biết rằng tất cả các pháp thuộc về hình sắc thể chất và không phải hình sắc thể chất cũng đều là vô thường. Thiện nam tử, nếu ngay trong một niệm tưởng, Bồ Tát có thể thấy được sự sanh dẹp vô thường của tất cả các pháp, đó gọi là Bồ Tát quán tưởng trọn vẹn lẽ vô thường. Thiện nam tử, người có trí tu tập pháp quán tưởng vô thường rồi, liền lìa xa những tư tưởng điên đảo và kiêu mạn do sự chấp thường. Tiếp đó, Bồ Tát tu tập quán pháp quán tưởng về sự khổ. Bồ Tát tự hỏi rằng do nhân duyên gì mà có những nỗi khổ như thế này. Quán xét rồi, liền rõ biết sâu xa rằng những nỗi khổ này đều do nơi vô thường.